thấy lăng tiêu đi vào diệp thần hung hăng rưỡi thắt lưng một cái tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng lại không có quá mức khiếp sợ hơn nữa hắn không cần đoán liền biết lăng tiêu tới nơi này cái gọi là ý gì mục đích cùng vi văn trác từ nạc nhiên bọn họ nhất định là giống nhau thế lực sau lưng hắn tự nhiên cũng là chiếm được tin tức mới phải hắn tới hạo thiên trần dạ đan trung chi thánh lăng tiêu cười cười thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn người dĩ nhiên còn có một tầng thân phận như vậy ngươi không phải cũng tới đào chân tường chứ diệp thần lấy ra hai cái bầu rượu đưa cho lang tiêu một cái không gạt diệp huynh nói thật đúng là lang tiêu tiếp nhận bầu rượu cũng bất đắc dĩ cười cười bất quá ta biết tỷ lệ này cơ hồ bằng không nhưng mệnh lệnh của gia tộc ta không thể không đến coi như là đến thăm cố hữu cái này đúng rồi diệp thần cười cười đối với phần thản nhiên này của lang tiêu vẫn là rất thưởng thức cái kia diệp huynh làng tiêu đầu tiên là nhìn chung quanh bốn phía lúc này mới hướng diệp thần bên này dịch chuyển sau đó cười gượng hỏi một câu ở người cách vách cái kia trên trán khắc cửu tự nữ đệ tử ngươi có nhận ra hay không nghe vậy diệp thần nhướng mày còn không quên liếc mắt nhìn tiểu uyển cách vách một cái cách vách hắn ở không phải là tiêu tư tương sao chán nàng khắc một chữ cửu làng tiêu tò mò nhìn diệp thần nàng là đệ tử của hàng nhạc tông ngọc linh phong ta tên là tiêu tương về phần chán nàng khắc một chữ cửu tuy nhiên là thân mang thâm cửu đại hận về phần là đại hận gì không nói cũng được tiêu tương làng tiêu lầm bầm một tiếng tên tốt người dường như rất nhiệt tình với nàng ấy diệp thần vẻ mặt hứng thú nhìn lang tiêu vừa rồi đi ngang qua trong lúc vô tình nhìn thấy lang tiêu cười cười ta đang suy nghĩ là loại thâm cửu đại hận gì có thể làm cho một nữ tử trả đập mình như thế vì thế không tức hủy dung mạo của mình. Để ta đoán xem, Diệp thần sờ sờ cầm, ngươi hẳn là coi trọng tiêu tương sư tỷ. Đừng nói bậy. Ta cũng không nói bậy, Diệp thần nghiêm trang nhìn lang tiêu. Ta nói với ngươi, tương lai tên hài tử của các ngươi ta đều đạt cho ngươi rồi, à, lăng tiêu, tiêu tương, nam hải tên là lăng tiêu hướng, con gái tên là lăng tiêu hương, cảm giác này đối với đường không. Diệp huynh, Ta thật vất vả mới tới được một chuyến, ngươi đừng nói chuyện phiếm như vậy." Lăng Tiêu không khỏi giật giật khóe miệng. "Được được, diệu thần vừa mới rót một ngụm rượu." Bất quá nói thật, Tiêu Tương Tư tỷ là một người có chuyện xưa, đối với người ta không có ý nghĩa liền đừng trêu chọc người ta, trêu chọc người ta. "Ngươi phải chuẩn bị tốt cùng nàng gánh vác cửu hận." "Ngươi là càng nói càng thái quá." Lăng Tiêu bĩu môi. "Một chút cũng không thái quá." diệp thần liếc lang tiêu một cái cái gọi là người chính quyền mê bằng quan giả thanh đúng hay không người mình rõ ràng nhất đúng không vì vậy nói đừng cố tình hỏi thăm một người nữ tử điều này sẽ phơi bày một số người không thể nhìn thấy nhưng ta có thể nhìn thấy một loại tình cảm ra mắt người lời này nói ta chỉ là tò mò trên trán nàng mà thôi lang tiêu nói xong còn không quên liếc mắt nhìn tiểu uyển cách vách đó có thể là ta nghĩ nhiều Diệp thần lại bắt đầu nhốt dựa trong miệng, trong lúc đó cũng còn không quên lức lang tiêu ở một bên, gã kia 4 năm rơi đồng hồ hướng tiểu uyển cách vách nhìn bảy tám lần. Thật sự là đến sớm không bằng đuổi kịp, rất nhanh, ngoài tiểu viên lại có người đi vào, nhìn kỹ, chính là thượng quan bác của đông nhạc thượng quan gia cùng tư đồ tấn tây thuộc tư đồ gia, hai người này chính là lão cộng sự. Thấy thượng quan bác cùng tư đồ tấn bọn họ tiến vào, lang tiêu cuống quyết đứng dậy. Lang tiêu đã gặp qua hai vị tiền bối, người của lăng gia nhìn ngọc bài bên hông lăng tiêu lâu mày thượng quan bác không khỏi nhíu một chút lăng gia cách đây cũng không gần đâu tư đồ tấn thổn thức một tiếng thật đúng là đủ có nghị lực hai vị tiền bối thua nói đùa lăng tiêu cười gượng một tiếng lúc ba người đàm luận diệp thần bên này đầu thiếu chút nữa đều vùi vào trong đũng quần bởi vì người tiến vào ngoại trừ tư đồ tấn cùng thượng quan bác còn có một nữ nhân hơn nữa sau khi tiến vào liền hung hăng trường hán một cái vậy không cần phải nói chính là thượng quan Ngọc Nhi của thượng quan gia. Lúc này mới tự mình chạy tới, hành động này là cho Diệp Thần đủ mặt mũi, cũng có chút ý tứ ỷ lão bán lão, mục đích chính là đem Diệp Thần mang đi. Đúng vậy đúng nha, cùng chúng ta trở về đan thành đi. Người cúi đầu tìm cái gì đây? Thượng quan Ngọc Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần, thấy Diệp Thần như thế, để cho nàng nhìn không khỏi có chút muốn cười. Không, không tìm thấy gì cả, Diệp Thần ngẩng đầu lên ngậm ngươm cười, diệp thần tiểu hữu giấu giếm chúng ta thật khổ bên này thượng quan bác cùng tư đồ tấn nhao nhao thổn thức một tiếng hạo thiên trần dạ đan trung chi thánh ta muốn vỡ đầu cũng không nghĩ tới làng ngươi hai vị tiền bối sẽ không phải là từ xa chạy tới khen ta chứ diệp thần ho khan một tiếng thật sao chúng ta sẽ ở chân tường hay người ngược lại thật sự dứt khoát lưu loát làm cho diệp thần đều không khỏi giật giật khoái miệng diệp thần Người đi theo chúng ta, Thượng quan Ngọc Nhi mở miệng, có chút hy vọng nhìn Diệp Thần. Ở Thượng quan gia chúng ta, sẽ không có người xa lánh ngươi, dù sao cũng tốt hơn ngươi ở hàng nhạc tông. Không đi, Diệp Thần lắc đầu hạt dưa. Ta sợ ngươi trả đánh ta. Ngươi đừng luôn luôn lừa dối ta với những lời này, ta nói chuyện với ngươi, Thượng quan Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt Diệp Thần một cái. Vậy để cho ta suy nghĩ mấy ngày làm sao? Diệp thần cười gượng một tiếng. Còn cân nhắc sợi lông nào, Diệp thần vừa dứt lời, bên ngoài liền có người đi vào, người chưa tới, thanh âm rắc rắc liền vang vọng tiểu viên. Cái gì cũng đừng nói, hôm nay đi theo ra, về sau ra che chở ngươi. Gặp qua ra các tiền bối, thấy người tới, thượng quan bác và tư đồ tấn nhau nhau đứng dậy hành lễ, bởi vì người tới chính là gia cát lão đầu nhi, hơn nữa phía sau cũng đi theo bích du, hai người này một già một trẻ chỉnh tề, giống như hoàng kim hợp tác, chỉ cần nhìn thấy một người trong đó, nhất định có thể tìm được người khác. Người hai người về nhà, không có gì với người đâu, ra các lão đầu trực tiếp khoát tay áo. Cóc tưởng này, ta đào. Ừ, thượng quan bác và tư đồ tấn há miệng, bị câu nói này của ra các lão đầu làm xấu hổ. Tiểu tử, mau, thu thập thu thập, đi theo ta đi, tỉnh ở hàng nhạc bị ớt ức, ra các lão đầu nhi sao lại kêu gào hơn nữa nhìn tư thế, rất có ý muốn đem Diệp Thần mạnh mẽ trói đi. Mấy ngày nay không gặp, ngươi thật kiêu ngạo, Diệp Thần nhếch miệng. Đào chân tường đều đào hợp lý khí tráng như vậy. Không có biện pháp, ai bảo ta ngư đây, ra cắt lão đầu mím tóc. Không phải cùng ngươi thổi, từ phong kia, một mình ta có thể đánh mười cái, góc tường này để cho ta đào còn dễ nói, không cho đào, ta liền đổi cướp. Ra cắt vũ, ta từ ngoài 800 dặm đã nghe thấy người la hét, không đợi Diệp Thần nói chuyện, bên ngoài tiểu uyển lại có người đi vào, là hai lão đầu tóc bạc, còn có một thiếu nữ giống như tiểu tinh linh cùng một nữ tử áo trắng lạnh lùng. Bốn người này, thật đúng là người quen cũ, nhìn kỹ, cũng không phải là đan thần, đan nhất, là khi cùng huyền nữ sao. Ôi, này, nhìn thấy đan thần tự mình đến, Diệp Thần cuốn quyết đứng dậy, cung kính hành lễ. Vãn bối Diệp Thần, ra mắt hai vị tiền bối, còn có ta là khi cười hì hì, hì hơn nữa tiến lên liền đem cánh tay diệp thần kéo lại chọc cho thượng quan ngọc nhi cùng bích du ở một bên sắc mặt một trận kỳ quái ngay cả huyền nữ kia biểu tình cũng trở nên không tự nhiên bên này thấy đan thần và đan nhất ra các lão đầu nhân một khác trước còn ngưu ẩm ý nhất thời sợ hãi một màng lớn ta nói người hai lão gia hòa không ở đan thành hào hào ở cũng chạy tới đây góp vui làm chuyện người lời này là không đúng đan nhất vuốt dâu đó là đan thánh có hồn đan tổ thân phong, lại là đệ tử ghi danh đan thành ta, chúng ta đến cũng là chuyện đương nhiên. Lý do này, không có tật xấu, ra các lão đầu người phòng tay biểu môi. Tiểu hữu, theo chúng ta trở về đan thành đi, so với đan nhất cùng ra các lão đầu nhân, ngữ khí đan thần rất là ôn hòa, mỉm cười nhìn diệp thần, khi hắn nghe được diệp thần bị trục xuất đến phân điện thứ 9, trong lòng ít nhiều vẫn là có chút lửa giận. Đan tổ chi hồn thân phong đan thánh, dĩ nhiên sẽ bị trục xuất, đây không phải là đánh mặt trần trụi. Cho nên, hạt là khi cũng ngẩng đầu lên, mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy vẻ mong bóng. Lần này, không chỉ có thượng quan bác, tư đồ tấn bọn họ, mà ngay cả ra các lão đầu nhi bọn họ đều nhìn về phía Diệp Thần. Đan Thành cũng không phải là thế lực bình thường, nơi đó là tụ tập hơn 6 thành luyện đan sư của đại sở, lực hiệu triệu khủng bố bày ra, cho dù là thị huyết điện cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn họ. Chủ yếu nhất chính là, vì Diệp Thần, đan thành chi chủ đan thần dĩ nhiên đều tự mình tới, đổi lại là bất luận một người nào, đều nói không nên lời cự tuyệt thi. Đa tạ tiền bối đề cử, nhưng vãn bối tạm thời còn không muốn rời khỏi hàng nhạc, trung quy, diệp thần hít sâu một hơi, vẫn là kiên trì nói một câu, đây có lẽ là lần thứ ba hắn cự tuyệt đan thần. Nghe nói như thế, đan thần không khỏi nhíu nhíu mày, hắn vẫn là quá coi thường diệp thần định lực, hắn tự mình đến cũng không được, để cho hắn có chút tò mò rốt cuộc hàng nhạc rốt cuộc có cái gì hấp dẫn diệp thần trong lúc nhất thời tiểu viên trở nên trầm tĩnh vô cùng thậm chí là có chút áp lực cách đó không xa trên một tòa lầu gác sở huyên nhi cùng tiêu phong cũng đang nhìn từ xa thành thật mà nói bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới vì diệp thần ngay cả ra các vũ cùng đan thần đan nhất là cường giả chuẩn thiên cảnh cũng tới quả thực làm cho bọn họ ngoài ý muốn ta nói sư muội ngươi đồ nhi này chống đỡ được tiêu phong có chút không yên nhìn về phía sở huyên nhi nếu hắn không muốn thiên vương lão tử đến cũng không mang theo được hắn sở huyên nhi khẽ nói cười đối với đồ nhi của mình nàng vẫn tương đối hiểu rõ hắn bướng bỉnh cùng chấp nhất vượt xa tưởng tượng của nàng hô lúc hai người đàm luận đàn thần trong tiểu viên bất đắc dĩ thở dài một tiếng thân phận trí cao vô thượng hắn đã ở trước mặt diệp thần vấp phải vách tường ba lần tuy rằng có chút khó hiểu nhưng cũng chưa nói đến phẫn nộ thân là tiền bối trong lòng hắn vẫn là có trong lúc tiểu viên trầm tĩnh bên ngoài lại có người đi vào, hơn nữa cơ bản đều là ba người một đội, năm người một tổ. Lần này, người tới còn không ít, tiêu phong ở bên kia lầu gác đều đến đây, ít nhất có hơn mười mấy trưởng lão gia tộc, dường như đều là thương lượng tốt cùng một chỗ, nam sở bắc sở đều có. Lần này, tiểu viên có vẻ hơi chật trội, mấy chục người, đem tiểu viên chất đầy. Về sau những trưởng lão gia tộc này, vừa mới đi vào đã phát hiện không khí không thích hợp, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, đặc biệt là nhìn thấy đan thần cùng đan nhất bọn họ, cả kinh bọn họ thiếu chút nữa cũng không đứng vững. Thế cho nên, những trưởng lão gia tộc này đi vào, nhao nhao cười gượng một tiếng, thật đúng là không biết xấu hổ nói chuyện đào chân tường, đan thành hai đại cự đầu đều tới, bọn họ nói cũng là nói vô ích. Chẳng qua, còn chưa xong, tiếp theo vẫn như trước người kết đội mà đến, cơ bản đều là trưởng lão gia tộc, có mấy người, cho dù tiêu phong cũng không nhìn ra là xuất phát từ thế lực phương nào. Chật chật chật, tiêu phong không khỏi thổn thức líu lưỡi. Dương muội ta cảm giác nên đem sư tôn kéo tới xe một chút, để cho hắn nhìn đệ tử hắn không tán thành, ở tứ phương đại sở ăn ngon cỡ nào. Người cho rằng hắn không biết tiềm lực của diệp thần lớn đến mức nào sao, sở huyên nhi chậm rãi một tiếng. Nhưng ngay từ đầu hắn đã tự xưng là cao cao tại thượng, không cho phép chúng ta ngỗ nghịch uy nghiêm của hắn, cho dù biết rõ là sai, hắn cũng sẽ không thay đổi, bởi vì hắn tự nhận mình là đúng. Cần gì phải làm gì, tiêu phong so so mi tâm thân là một phái lão tổ, đây không phải là bức tông môn nội loạn sao. Có lẽ trong mắt hắn, uy nghiêm trí cao vô thượng của hắn, còn áp đảo lợi ích của tông môn, sở huyên nhi hít sâu một hơi. Trường môn sư huynh quyết định là chính xác, Diệp Thần không thể ở lại hàng nhạc nữa. Bởi vì dùng bản tính của Diệp Thần, sớm muộn gì cũng sẽ chạm đến uy nghiêm của sư tôn, như vậy ngược lại sẽ đối với hắn bất lợi. Điểm ấy ta hiện tại xem như nhìn thấu, tiêu phong bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thần cùng trưởng môn sư huynh hiển nhiên đã là một mặt trận, sư tôn bọn họ chèn ép Diệp Thần, chính là chèn ép trưởng môn sư huynh, Diệp Thần không ở hàng nhạc ngược lại tốt, nếu còn ở lại hàng nhạc, chẳng những không giúp được trưởng môn sư huynh, ngược lại sẽ làm cho sự tình càng thêm kịch liệt, khi mâu thuẫn kịch liệt đến cực điểm, sư tôn là không ngại một lần nữa xáo trộn cục diện giữa các phe phái của hàng nhạc. Bệnh thông thường của môn phái, nhiều yếu tố chính trị, quyền mưu và uy nghiêm, đã đỉnh trước mâu thuẫn nội bộ. Sở Huyên Nhi cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải như thế, năm đó đại sở huyền tông cũng sẽ không phân liệt. Nói cho cùng, đây vẫn là thế giới cường giả xây dựng pháp tắc, tiêu phong hít sâu một hơi. Đúng vậy, Sở Huyên Nhi khẽ nói cười, nhìn về phía diệp thần ở cái tiểu viên kia. Hắn là không đủ mạnh, nếu hắn là chuẩn thiên cảnh cường giả, có lẽ cũng không ai dám chèn ép hắn. Bên này, diệp thần ở tiểu viên, không khí còn có chút áp lực, chính là bởi vì diệp thần cự tuyệt đan thần chi chủ đan thành hiện trường vô luận là gia các lão đầu nhi thượng quan bác tư đồ tấn hoặc là trưởng lão của các gia tộc khác dường như đều rất ăn ý bảo trì trầm mặc nào đó bởi vì diệp thần cự tuyệt sự tình trở nên không đơn giản như trong tưởng tượng hiện trường có lẽ dối rắm nhất vẫn là diệp thần trong lòng hắn đã hung hăng xoa mi tâm thầm nghĩ hành động này của dương đình thiên trình cho hắn có chút khó làm các gia tộc khác ngược lại còn tốt nhưng đan thành thì không giống đây chính là đan thần lực hiệu triệu khổng lồ cỡ nào hắn thậm chí có một loại cảm giác đó chính là đan thành rất có thể muốn phong sát hắn hô trung quy vẫn là đan thần thở dài một tiếng phá vỡ trong tiểu viên trầm tính hắn không nói gì trên mặt mang theo vẻ tức nuối chậm rãi xoay người đi ra bên ngoài người trong một vườn đều rất ăn ý vì hắn nhường đường diệp thần ca ca người vì sao không đi theo chúng ta là khi còn đang lắc lắc cánh tay diệp thần khuôn mặt nhỏ nhắn làm cố gắng cuối cùng là khi cho diệp thần chút thời gian đan nhất trường lão cười cười kéo lạc khi ra sau đó cười nhìn diệp thần tiểu tử kia khi nào nghĩ thông suốt nhưng đi đan thành tìm ta đan thành đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng đa tạ tiền bố đề cử diệp thần từ đáy lòng hành lễ đi thôi đan nhất vỗ vỗ bả vai diệp thần sau đó xoay người dẫn Lạc Hy cùng huyền nữ rời khỏi tiểu viên. À ha ha, bọn họ đi rồi, trưởng lão của những gia tộc kia cũng nhao nhao cười gượng một tiếng, tự nhiên cũng sẽ không tự làm mình mất mặt, ngay cả đan thành cũng cực tuyệt, chứ đừng nói là bọn họ. Lập tức, ba năm tụng năm thành đàn trưởng lão, nhao nhao rời khỏi tiểu viên, trước khi đi cũng không quên lưu lại tín vật gia tộc mang đến, hoặc là lệnh bày hoặc là thư tín gì đó, đào không được diệp thần, ít nhất cũng làm bằng hữu không phải. Rất nhanh, người của một vườn, đi tán loạn, cho đến cuối cùng còn lại ra các lão đầu nhi, thượng quan bác cùng tư đồ tấn bọn họ. Người tiểu tử cũng là ngưu, ra các lão đầu thổn thức một tiếng, cũng mang theo bích du rời đi, sau đó còn có lời nói mở ảo truyền về. Tiểu tử, chờ ngày nào đó không ở lại được nữa, liền đi vạn hoa cốc tìm ta, ra che chở ngươi. Nếu đã như vậy, chúng ta cái gì cũng không nói, thượng quan bác cùng tư đồ tấn cũng nhao nhao đứng dậy, mỗi người vỗ vỗ bả vai diệp thần người xác định có đi theo chúng ta không thượng quan ngọc nhi mím môi nhìn diệp thần trong đôi mắt đẹp còn mang theo một tia hy vọng ta có trách nhiệm của mình hy vọng ngươi có thể hiểu được diệp thần không khỏi cười cười hiểu rồi thượng quan ngọc nhi trong mắt đầy tức nuối mất mát hay là theo thượng quan bác cùng tư đồ tấn bọn họ rời đi vẫn là một búp ba quay đầu lại không biết vì sao nàng có một loại cảm giác như vậy lần chia tay này giống như là một loại vĩnh biệt. Bọn họ đi sau đó, Diệp Thần lúc này mới hung hăng xoa xoa mi tâm. Xem ra tranh thủ thời gian đi đan thành một chuyến. Rất nhanh, ngoài tiểu viên lại có người đi vào. Ừm, càng chuẩn xác mà nói, là có người đi mà trở về, nhìn kỹ, chính là lăng tiêu của lăng gia. Ngươi sao lại trở về, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn lăng tiêu. Ta, ta quyết định ở lại đây vài ngày, lăng tiêu ho khan một tiếng, nói xong còn không quên theo bản năng lướt mắt nhìn tiểu uyển cách vách một cái cái gì cũng đừng nói nữa đã hiểu cả ngày này diệp thần ở tiểu viên liền không có bình tĩnh qua liên tiếp có người tới bái phòng cho đến khi màn đêm buông xuống tiểu viên mới mở ra sự yên tĩnh hiếm có hít một hơi thật sâu diệp thần lúc này mới quanh chân toa hạ một gốc cây linh quả sau đó liền tĩnh tâm nuốt nạp điều tức trong lúc đó hắn không chỉ một lần vén mí mắt lên nhìn gã lăng tiêu kia hắn ngược lại không nhàn rỗi mang theo một cái hồ lô rượu, đi từng bước một, động tác làm nhiều nhất chính là đi tiểu quyền cách vách, tựa như có thể cách vách tường, nhìn thấy tiêu tương đang liều mạng ngũ linh kiếm kia. Ban đêm, hàng nhạc tông, Doãn Trí Bình trong địa cung hít sâu một hơi, từ long đài đứng lên, sau đó thích ý vặn vợ cổ một chút, khóe miệng bám chặt ý cười đùa giỡn ngược đãi. Lực lượng bàng bạc như thế, thật sự là tuyệt vời. Thánh tử, bên ngoài, khổng tào đi vào đã ăn bài xong rồi doãn chí bình liếc mắt nhìn khổng tào một cái ăn bài xong rồi khổng tào cuống quyết gật đầu ngày đó nam sở tam tông bắc xuyên vương gia nam Cương tể Gia cường giả đều sẽ đi tới chúng ta còn thông chi cho một ít tán tu thực lực cường hoành rất tốt doãn chí bình mỉm cười sâu kín lộ ra hàm răng trắng nệch diệp thần vở kịch lớn này người nhất định sẽ thích hô trong tiểu viên phân điện thứ 9, diệp thần đã phun ra một ngụm khí tức đục ngầu thật sâu gần sáu canh giờ điều dưỡng nội thương ngắn và doãn trí bình đại chiến lưu lại cơ bản đã khỏi bài tám phần qua wow. hùng hăng rưỡi thắt lưng một cái diệp thần xoay người từ trên mặt đất nhảy dựng lên cách đó không xa đang tiêu ngồi trên ghế đá đang hai tay nâng cầm trông mong nhìn một bức tường cách đó không xa hắn là suy nghĩ thêm một trường cho bức tường kia tạo ra một cái nỗ lớn âm âm theo một tiếng nổ vang bức tường kia thật đúng là sụp đổ cả kinh lăng tiêu giật mình run lên không chỉ là hắn mà ngay cả tiêu tường đang tu luyện ở tiểu uyển cách vách cũng bị kinh hãi một chút vách tường đột nhiên liền sụp đổ tiểu uyển cùng diệp thần ở tiểu viên của nàng toàn bộ đều bị đả thông xin lỗi xin lỗi thật sự xin lỗi diệp thần thật là xấu hổ cười cười đánh lệch đánh lệch người làm ta giật mình lăng tiêu tức giận chừng mắt nhìn diệp thần một cái Tuy rằng mặt ngoài là như thế, nhưng đáy lòng này cao hứng, một trưởng này của Diệp Thần là một cái xinh đẹp. Không có gì, trong tiểu uyển cách vách, tiêu tương rằng mạnh cười, sau đó liền thu linh kiếm, doanh người đi vào lầu gác. Đều đi rồi, còn xem, thấy hai ánh mắt lăng tiêu nhìn thẳng theo tiêu tương vào lầu gác, Diệp Thần không khỏi đất hắn một cái. Ta liền nói đi, ngươi còn không thừa nhận, hiện tại tốt rồi, ca thay ngươi đã thông hôm nào mời ngươi uống rượu, làng tiêu nhếch miệng cười. Vậy ngươi ngược lại nói với ta, ngươi là nhất thời tâm huyết dâng trào, hay là chơi thật, diệp thần hứng thú nhìn lang tiêu. Tính toán, coi như là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lang tiêu có chức ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mấy năm nay ta ở Đan Thành gặp qua đủ loại nữ tử, nhưng đều không bằng nàng cho ta cảm giác làm cho người ta kích động. Vậy ngươi có thể chấp nhận cưu hận của nàng ấy không? Diệp thần cười nhìn lang tiêu. Có thể, lăng tiêu không chút suy nghĩ trực tiếp thốt ra, ngược lại tính tình thật. Người có thể chấp nhận quá khứ của nàng ấy. Có thể. Đừng kết luận sớm như vậy, Diệp thần ung dung cười, lại có hướng thú nhìn về phía lăng tiêu. Nếu nàng không phải là xử nữ thì sao? Thân là thiếu chủ lăng gia, tương lai lăng gia gia chủ ngươi có phải vẫn có thể tiếp nhận hay không? Không phải xử nữ chi thân, ý tứ gì? Lăng tiêu ngạc nhiên nhìn Diệp thần. Ngươi cho rằng nàng liều mạng tu luyện như vậy là vì cái gì? Diệp thần lại móc ra bầu rượu. Ngươi cho rằng nàng không tiếc tự hại mình khắc chữ cửu lại là vì cái gì? Hiện tại ta nói cho ngươi, hắn là nữ tử đầu tiên của hàng nhạc ta bị chủ chủ xâm hại, trong một đêm đen kịt bất lực, mất đi trinh tiết quý giá nhất của một nữ tử. Nghe vậy, khí chất của lăng tiêu trong nháy mắt đại biến, tựa như một thanh tuổi thế sắt kiếm ra khỏi vỏ, trong mắt lóe ra ra một đạo hàn mang lạnh như băng vì vậy bây giờ ngươi câu trả lời diệp thần rót một ngụm rượu lần thứ hai cười nhìn lang tiêu ngươi có phải còn có thể tiếp nhận hay không nghe được diệp thần nói như vậy lang tiêu này bốn phía sát khí lúc này mới nhao nhao thu liễm trong cơ thể lâm và trầm mặc ngắn ngủi bên này diệp thần vẫn chậm rãi uống rượu như trước nếu lang tiêu lấp đầu mà nói hắn sẽ không chút do dự đem lang tiêu ném ra khỏi tiểu viên ngay cả khách khanh trưởng lão lệnh bài lang tiêu cho cũng sẽ cùng nhau ném ra ngoài cho hắn nam nhân nữ tử thích bị vấy bẩn, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận là rất bình thường, nhưng nếu bình tĩnh lại còn không thể tiếp nhận, vậy phải nói ra. Lấy tiêu tương mà nói, đó vốn là một nữ tử đáng thương, là bên bị thương tổn, có thể nghĩ đến đêm đen kịch nàng cuộn mình trong góc lạnh run, nuốt xuống chính là nước mắt khuất nhục. Nếu luôn miệng nói lăng tiêu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì nàng không phải là xử nữ mà lắc đầu, diệp thần chỉ có thể nói ánh mắt nhìn người của mình có chút thối nát, bởi vì dù sau đó cũng không phải lỗi của tiêu tương diệp thần trong lòng rất là khẳng định nếu hắn là lang tiêu mà nói hắn sẽ tiêu sái hơn lang tiêu một chút tỉnh mà những gì cần thiết là sự thật một bầu dựa xuống bụng diệp thần lần thứ hai cười nhìn lang tiêu có thể không thể tiếp nhận đến lúc này lang tiêu cúi đầu trầm mặc lúc này mới ngửa đầu nhìn về phía lầu gác trong tiểu uyển cách vách hít sâu một hơi có thể thật sao diệp thần không khỏi cười to một tiếng ta liền nói đi ta thấy con mắt của mọi người là tốt. lang tiêu cười, nhìn về phía diệp thần, cười quả thật rất tiêu sái. Nếu ta vừa rồi lắc đầu, ta có phải đã bị người ném ra ngoài hay không? Người hơn phân nửa sẽ tàn phế, diệp thần sờ sờ cầm. Người về phần, lang tiêu giật giật khóe miệng, cảm giác cả người lạnh lẽo. Ta là người này chỉ có tật xấu này, diệp thần vén lỗ tai. Nếu là nữ tử bình thường thì thôi, Tiêu tương sư tỷ vốn là một người bị thương tồn, người mẹ nó nếu lại lấy vết thương của người ta đặt ở đây vui vẻ, vậy nếu như không cho người đánh tàn phế, thật đúng là có lỗi với ta trước đó một trưởng oanh sù phách tường. May mà lúc ấy đầu lưỡi ta không bị trở suốt, lang tiêu thổn thức một tiếng. Mẹ nó nếu vừa rồi không để ý nói thêm một chữ, vậy ta thật sự liền vui vẻ. Phụng khuyên ngươi một câu, chuyện tốt mày nhiều, diệp thần vỗ vỗ bà vai lăng tiêu, cũng nhìn về phía lầu gác của tiểu uyển cách vách. Tiêu tương sư tỷ hiện tại trong đầu đều là cừu hận, tâm linh rất yếu ớt, muốn cho hắn từ trong âm u đi ra, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cái này, ngươi chuẩn bị tư tưởng đầy đủ. Vậy ngươi thì người tốt làm đến cùng, dạy ta làm như thế nào, lăng tiêu cười gượng một tiếng. Thành thật mà nói, chuyện này ta là lần đầu tiên. Ngươi chỉ cần nhớ ba điểm, giữ ngươi thành công, diệp thần vươn ba ngón tay, vẻ mặt ngữ trọng tâm trường. Thứ nhất, kiên trì, Thứ hai, không biết xấu hổ. Thứ ba, nhấn mạnh vào sự không biết xấu hổ. Cố lên, cuối cùng vỗ vỗ bả vai lăng tiêu, Diệp Thần điên đảo chạy vào lầu gác của mình. Kiên trì không biết xấu hổ, Diệp Thần sau khi đi, lang tiêu đứng tại chỗ, một bên nhìn tòa lầu gác tiêu tương ở, một bên sờ cằm. Đuổi theo nữ hải tử như vậy, sẽ bị đánh. Bên này, Diệp Thần đã phong bế cửa phòng, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Long ra, Lúc này, hắn liền câu động chín phân thân ở thế giới dưới lòng đất chính Dương Tông, sau đó hô hoán Thái Hư Cổ Long đang hô hô ngủ. Nghe Diệp Thần gọi, mí mắt Thái Hư Cổ Long run rẩy một chút, lười biếng mở long mâu, cả khuôn mặt cũng theo đó đen xuống. Người mẹ nó ăn no chống đỡ đi, hơn nửa đêm, gào thét cái gì? Muốn hỏi ngươi một câu hỏi, Diệp Thần xoa xoa tay nhếch miệng cười. Nói một chút xem, Thái Hư Cổ Long ngáp một cái, lười biếng nằm sấp trên đám mây, chính là bí thuật của thái hư cổ long nhất tộc thái hư động diệp thần cười hắc hắc vẻ mặt an ruột định hót người hành động tốt cái này treo tạc thiên bí thuật cũng dạy ta điều này thật kỳ lạ thái hư cổ long không khỏi cười lếp mắt nhìn chín phân thân của diệp thần một cái người lục đạo tiên luân nhãn bá đạo sao chép năng lực thôi diễn ngươi chẳng lẽ học không được ngươi còn đừng nói ta thật sự học không được diệp thần xấu hổ ho khan một tiếng nói Ta cũng từng dùng lục đạo tiên luân nhãn không chỉ một lần thôi diễn qua thái hư động bí thuật này, chẳng qua ta phát hiện cái này thần thông, có chút khó có thể cân nhắc, người sẽ cho ta biết về sự kỳ diệu của nó. Long gia kia hôm nay sẽ phổ cập phổ biến cho tốt, thái hư cổ long rưỡi ra một cái lời thắt lưng. Thái hư động, chính là một trong cửu đại tiên thuật của thái hư cổ long nhất tộc, chỗ bá đạo của nó chính là nó nối liền một lĩnh vực không biết, mà cái lĩnh vực không biết kia, chúng ta gọi là không gian hắc động hắc động không gian, thần sắc Diệp Thần không khỏi dùng mình. Tuy rằng hắn đối với không gian phương diện này hiểu biết rất ít, nhưng không gian hắc động hùng danh hắn vẫn đã nghe qua. Không gian hắc động nó không giống với vết nứt không gian, bị cuốn vào khe nứt không gian hơn phân nửa còn có thể sống sót, nhưng cuốn vào trong không gian hắc động thì khác, đó là một mảnh thế giới không có hắc ám biên giới vô cùng, một khi bị cuốn vào trong đó, liền cơ bản không có khả năng sống sót, bởi vì ngay căn bản là không tìm được phương hướng, căn bản cũng không biết nên đi ra như thế nào người sẽ bị lạc ở bên trong cho đến khi bị năm tháng hao hết một giọt máu tươi cuối cùng ra mắt thế nhưng nối liền không gian hắc động diệp thần lầm bầm một tiếng ánh mắt trở nên sáng tối bất định nhớ tới cùng doãn trí bình đối chiến chính mình rất nhiều công kích đều là bị một chiêu này hóa giải khó trách nhiều công kích như vậy đều không có hiệu quả thì ra những công kích kia đều là bị đánh vào hắc động không gian diệp thần sờ sờ cầm hình như có thể phá được một phần banh mối tìm được thái hư động một tia ảo diệu bí pháp này quả nhiên thông thiên, diệp thần trong mắt đầy sợ hãi thán phục. Xem ra người là nghĩ thông suốt, thấy diệp thần chín phân thân lộ ra một chút minh ngộ, thái hư cổ long ung dung một tiếng. Đây chính là chỗ ảo diệu chân chính của thái hư động, nếu tu vi đủ cao, triệu hoán ra che trời cực lớn không gian hắc động, toàn bộ thiên địa đều bị nuốt vào cũng không phải là không có khả năng. Vậy rốt cuộc tu thành bí thuật này như thế nào? Diệp thần cuốn quyết hỏi, người vì thế bí thuật là đồ dẫn sao thái hư cổ long liếc mắt nhìn diệp thần chín phân thân nếu thái hư cổ long nhất tộc ta vô thượng tiên thuật vậy ý nghĩa không phải tất cả mọi người đều có thể thi triển thuật này cho dù cho người bí pháp thần thông này hơn phân nửa người cũng không dám đi thử vì sao diệp thần nghi hoặc hỏi bởi vì thi triển thuật này nguy hiểm quá lớn thái hư cổ long giải thích bí pháp thái hư động tuy rằng nghịch thiên nhưng nó liên quan đến hắc động không gian. Người có thể khống chế còn tốt, nếu không thể khống chế, nói không chừng mình còn có thể bị nuốt vào trong không gian hắc động, trong lúc đó hung hiểm, chính mình não bổ. Vậy, vậy vì sao Doãn Trí Bình có thể trong thời gian như vậy tu thành bí pháp thái hư động kia, Diệp Thần ngạc nhiên hỏi. Hơn nữa ta thấy hắn dùng không phải thuần thục bình thường. Người biết cái gì, thái hư cổ long chậm rãi nói, hắn dám thi triển thái hư động thần thông là thái hư cổ long hồn trong cơ thể hắn giúp hắn ổn định không gian hắc động chẳng qua cho dù là thái hư cổ long hồn cũng chỉ dám duy trì vòng xoáy thái hư động lớn bằng bàn tay bằng không vượt ra ngoài phạm vi có khả năng khống chế hậu quả cũng không tốt lắm thì ra là ý tứ này không có thắc mắc cho nên người không có việc gì đừng luôn suy nghĩ về bí thuật kinh khủng này thái hư cổ long cảnh cáo bí thuật nghịch thiên đều có nguy hiểm tựa như trích tiên luân cấm thuật của ngươi tiền bối của thái hưu cổ long nhất tộc ta sở dĩ có thể sáng chế ra thái hưu động là bởi vì bản thân chúng ta có một loại điều kiện đặc thù đó chính là chúng ta trời sinh có thể khống chế không gian chi lực cũng chính là bởi vì như thế mới dám liên quan đến lĩnh vực trong không gian hắc động này nếu đối với không gian lĩnh ngộ không được nhà liền thử bí thuật này đó chính là không có việc gì tìm kích thích bất quá ta vẫn muốn thử một lần diệp thần cười hắc hắc long gia Ngươi có thể mượn chút long hồn lực của ta hay không? Sợ ngươi, thái hư cổ long tức giận liếc mắt nhìn chín phân thân của diệp thần. Bất quá phải chờ một thời gian, ta ở trạng thái phong ấn, cần thời gian ngưng tụ long hồn lực. Chín canh giờ sau lại tìm ta đi. Thật sao? Diệp thần nhếch miệng cười. Giờ phút này, sắc trời đã sáng. Diệp thần hung hăng rưỡi thắt lưng một cái, thích ý nằm trên giường. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại đứng lên sau đó chạy đến trước cửa sổ xuyên qua cửa sổ khép hở nhìn ra bên ngoài hắn nhìn thấy tiêu tương ở trong tiểu uyển cách vách đã đứng lên tiếp tục tu luyện liều mạng cách xa như vậy hắn cũng có thể nhìn thấy trên trán nàng các chữ cửu kia nhìn làm cho người ta đau lòng rất nhanh gã lang tiêu này liền lên sân khấu bước qua giới hạn đi vào tiểu uyển tiêu tương rất là văn chất nho nhã cười cười vị đạo hữu này tại hạ lăng tiêu có thể hay không không có thời gian lăng tiêu một câu còn chưa nói xong điền điên của múa kiếm bị tiêu tương một câu cắt đứt nàng so với trong tưởng tượng của lăng tiêu lạnh lùng hơn nhiều một câu ngăn cản lăng tiêu thật là xấu hổ bắt chuyện thất bại lăng tiêu cười gượng một tiếng nhưng là không buông tha phát huy đầy đủ tinh thần kiên trì không biết xấu hổ lần thứ hai cười nói ta là người bác sở nghe nói hàng nhạc tông có một loại người nếu không có việc gì xin mời đi ra ngoài giống như lần đầu tiên lăng tiêu còn chưa nói hết đã bị tiêu tương cắt đứt. Ta chỉ muốn làm bạn với ngươi, không có ý nghĩa gì khác, ta. Không có tâm tình. Đối với ngoại giới rất là bài xích, bên cửa sổ, thấy lăng tiêu liên tiếp quắp quạt, diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhìn nữa, bởi vì mỗi lần thứ hai mở ra tâm can tiêu tương, đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Tiểu tử, ngươi tự cầu đã phúc đi, diệp thần lầm bầm một tiếng, liền chìm vào trong mộng đẹp. Diệp thần ngủ một giấc này là vô cùng ngọt ngào, cũng đã lâu không có thích ý ngủ như vậy. Chẳng qua, ba canh giờ chưa tới, bụng đẹp của hắn đã bị cắt đứt, hơn nữa đánh thức hắn vẫn là lăng tiêu vốn nên cẩn thận đi bắt chuyện với tiêu tương. Người có việc gì không có việc gì, Diệp thần lười biếng vặn vẹo thân thể một chút, mở mắt buồn ngủ. Người cha đến, còn có người ba muội muội, ừm, còn có người mẹ kế. Cái gì cha, muội muội, mẹ kế, Diệp thần phúc miệng một cái, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền bất chấp nhảy dựng lên, một chút buồn ngủ cũng không còn, ánh mắt nhìn chằm chằm lang tiêu. Hảo, hạo thiên huyền chấn. Mẹ kiếp, có người gọi thẳng tên cha ngươi như vậy không? Lang tiêu liếc mắt nhìn diệp thần một cái, liền xoay người xuống lầu. Bên này, diệp thần ngồi ở trên rừng hung hăng xoa mi tâm, thế nhân chỉ biết hạo thiên trần dạ chính là diệp thần, lại không biết hạo thiên trần dạ Diệp Thần cùng Hạo Thiên Thế ra căn bản cũng không có quan hệ nửa hào. Diệp Thần hai tay đã che khuôn mặt, không biết nên đối mặt với người của Hạo Thiên Thế ra như thế nào, nếu nói thật, có thể hay không bị một trường vỗ chết. Hạo Thiên Đạo Hữu, chính là nơi này, Diệp Thần dối rắm phía dưới chuyển đến thanh âm của Tiêu Phong, đợi đến khi Diệp Thần từ cửa sổ nhìn, Tiêu Phong đang dẫn một nam bốn nữ đi vào. Ừm, Sở Huyên Nhi cũng đi theo vào, đi vào tiểu viên cũng không muộn ngừa đầu lếp mắt nhìn Diệp Thần trốn sau cửa sổ. Ngươi có phải là thành tâm hay không? Diệp thần không khỏi truyền âm móng một câu. Nói bậy, là bọn họ tự mình muốn tới, sở huyên nhi nhún nhún vai. Ngươi ngưu diệp thần từ chỗ sở huyên nhi thu hồi ánh mắt, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người một nam tứ nữ kia, nam nhân kia ngược lại thân hình cứng cỏi cao ngất, long hành hồ bộ, toát lên khí thế của thượng vị giả, một đôi mày kiếm hổ hổ sinh uy, làm cho người ta có một loại cảm giác trang nghiêm cùng uy nghiêm cái kia không cần phải nói chính là hạo thiên huyền trấn diệp thần ho khan một tiếng hắn mơ hồ có thể thấy được hạo thiên huyền trấn đang không ngừng hít sâu khí tức tự như muốn nhìn thấy bảo bối nhi tử có một chút khẩn trương như vậy từ chỗ hạo thiên huyền trấn thu hồi ánh mắt diệp thần nhìn về phía trên người ba nữ tử trẻ tuổi kia bộ dạng của nàng giống nhau như đúc mỗi người đều giống như trích tiên nữ nhi không cần phải nói chính là ba nữ nhi bảo bối của hạo thiên huyền trấn bộ dạng còn rất xinh đẹp cuối cùng Diệp Thần mới đem ánh mắt đặt ở trên người bạch y nữ tử bên cạnh Hạo Thiên Huyền Trấn. Nàng tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng cũng là phong vận vô hạn, không cần phải nói chính là Hạo Thiên Huyền Trấn phu nhân, sư tôn từ nạc nhiên, nguyên thất tịch cung thánh sứ, hoa ruột. Diệp Thần à, nhanh lên, bên này, sở huyên nhi hứng thú nhìn trên lầu các. Bên này, Hạo Thiên Huyền Trấn bọn họ cũng nhao nhao nhìn qua, đặc biệt là Hạo Thiên Huyền Trấn, trái tim đập thình thịch không ngừng. Bên này, Diệp Thần biết mình trốn không thoát ho khan một tiếng nhưng vẫn là đi xuống lầu đợi đến khi ra khỏi lầu gác hạo thiên huyền trấn lúc này liền đứng lên há miệng cũng là không nên nói cái gì tốt ngược lại ba nữ nhi bảo bối của hắn mắt chớp chớp mắt đánh giá diệp thần còn rất đẹp trai một chút người giống như một kiệt tác của cha hoa du khóe miệng thấm ướt mỉm cười cũng đang đánh giá diệp thần từ trên xuống dưới vãn bối diệp thần gặp qua hạo thiên tiền bối bị bốn người nhìn chăm chăm Diệp Thần cảm giác cả người mất tự nhiên, liền cuống quýt tiến lên cung kính hành lễ. Được rồi, được rồi, Hạo Thiên Huyền trấn cười có chút mất tự nhiên, còn có chút thất vọng, bởi vì Diệp Thần không có tự xưng Hạo Thiên Trần Dạ, xưng hô hắn cũng là Hạo Thiên Tiền Bối, mà không phải là phụ thân. Thấy Hạo Thiên Huyền trấn giờ phút này đầu có chút choáng váng, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, Hoa Tư ở một bên không khỏi cười đi lên trước, cười nói: "Trần Dạ, a, à, chúng ta ở đây để đón ngươi về nhà." đúng vậy, Hạo Thiên Thi Nguyệt ba người cũng chạy tới, cười hì hì. Phụ thân cả ngày lầm bầm ngươi đâu, về nhà với chúng ta. Lần này, Hạo Thiên Huyền Trấn trực tiếp nhìn về phía Diệp Thần, trong hai mắt tràn đầy vẻ hy vọng. Diệp Thần hít sâu một hơi, lần thứ hai chắp tay, vẻ mặt áy náy. Hạo Thiên Tiền Bối, Hoa Tư Tiền Bối, đây là một cái hiểu lầm, ngày đó là vì che giấu thân phận, ta là nói vậy một cái tên gia tộc, chưa từng nghĩ đến đại sự thật đúng là có một gia tộc như vậy vì thế tạo thành phiền phức cho tiền bối, vãn bối cảm thấy ái náy sâu sắc. Chẳng qua, hắn tuy rằng nói thành thật, nhưng rơi vào trong tay Hạo Thiên Huyền Trấn bọn họ cũng không phải chuyện như vậy. Đặc biệt là Hạo Thiên Huyền Trấn, vẻ mặt ái náy, lấy hắn xem ra, diệu thần đây là đối với hắn trong ngào có oán hẳn, đáy lòng nhất định còn ghi hận người cha như hắn, cho nên lúc này mới tìm được một lời nói dối như vậy. Trần dạ, a à, là vì phụ thân xin lỗi người cùng người mẫu thân, vì phụ thân biết sai, theo ta về nhà đi. Hạo Thiên Huyền chấn tràn đầy ái náy nhìn Diệp Thần. Trần dạ, ta biết ngươi nhất thời khó có thể tiếp nhận chúng ta, nhưng hết thảy đều dẫn ổn, hoa tư cười cười. Theo chúng ta về nhà đi, mang theo mẫu thân ngươi, cùng nhau trở về Hạo Thiên Thế Gia. Chúng ta là người một nhà, Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn họ cũng nhao nhao hy vọng nhìn Diệp Thần. Ta sẽ đi, Diệp Thần trong lòng hung hăng xoa mi tâm, thiên địa lương tâm, ta nói đều là nói thật, Hạo Thiên Trần dạ, thật sự là ta nói vậy thấy diệp thần trầm mặc hạo thiên huyền chấn hít sâu một hơi trung quy vẫn là mở miệng trần dạ người mẫu thân là ta không nhớ rõ diệp thần cuốn quýt lắc đầu đây cũng đích thật và nói thật hắn đích xác không nhớ rõ chỉ biết mình là một cô nhi lúc còn nhỏ bị mang theo chính dương tông ngươi đừng lừa gạt ta ngươi không nhớ rõ mẫu thân ngươi vì sao nhớ hạo thiên thế ra khẳng định là ngươi mẫu thân nói cho ngươi Hạo Thiên Huyền cuống quýt nói, vẫn là tràn đầy áy náy. Theo hắn thấy, Diệp Thần vẫn là bởi vì oán hận hắn mà không muốn nói cho mẫu thân của hắn là ai. Ta thật sự không biết, Diệp Thần buông tay, đã có một loại xúc động muốn phát điên. Diệp Thần xem như đã nhìn ra, vô luận hắn nói như thế nào, vô luận hắn giải thích như thế nào, Hạo Thiên Huyền chấn đều nhận định hắn là người của Hạo Thiên Thế Gia. Một lời nói dối, chỉnh hắn nhảy vào hoàng hà đều rửa không rõ. Tiền bối, ta không có lừa gạt ngươi, ta thật sự là nói bậy, ta không phải là người của hạo thiên thế gia, diệp thần hung hăng xoa mi tâm. Đúng hay không, vừa đo liền biết, hạo thiên nguyện chấn hít sâu một hơi, phất tay lấy ra một gương đồng to bằng hai trượng, dựng thẳng trên mặt đất. Càn khô nhân quả kính, một bên, sở huyên nhi cùng tiêu phong vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt nhào nhào híp lại một chút, dường như nhận ra gương đồng này, trong mắt hai người đều có vẻ kinh ngạc. Pháp khí này dĩ nhiên ở hạo thiên thế gia, người ta không phải là cha và con trai, nó sẽ cho chúng ta biết. Hạo Thiên Huyền Trấn đã tế xuất một giọt máu tươi đánh vào trong nhân quả kính cản khôn, sau đó nhìn về phía Diệp Thần. Đem máu ngươi đánh vào bên trong, ngươi nếu là phụ tử, nó sẽ sáng, ngươi nếu ta không phải phụ tử, nó sẽ không sáng. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần giật giật. Giám định quan hệ cha con. Sau khi giật khóe miệng, Diệp Thần nhìn về phía Sở Huyên Nhi. Sư phụ, gương đồng này có đáng tin không? vi sư lấy nhân cách bảo đảm gương này tuyệt đối đáng tin cậy yên tâm kiểm tra là tốt rồi sở huyên nhi khẽ nói cười vậy là tốt rồi diệp thần cười cười sau đó sở chóp mũi nhìn về phía hạo thiên huyền trấn tiền bối nếu kết quả cũng không phải là tội mạo phạm vãn bối như người khát vọng chúng ta là người một nhà sao có thể trách ngươi hạo thiên huyền trấn ôn hòa cười vậy có thể sẽ làm tiền bối thất vọng diệp thần cười đầu ngón tay đã có một giọt máu tươi tế xuất trực tiếp đánh vào trong càn khôn nhân quả kính rất nhanh hạo thiên huyền trấn cùng diệp thần máu tươi liền xung nhập vào trong càn khôn nhân quả kính ánh mắt mọi người ở đây cũng đều nhìn lại chỉ là nhân quả kính càn khôn khổng lồ lại không chút nhúc nhích không có một chút khác thường hiện ra càng không có chút ánh sáng lóe lên tự như hai giọt máu tươi bị đánh vào bên trong cùng nó không có bất kỳ quan hệ gì không phải sao hạo thiên huyền chấn động ánh sáng mong bóng trong nháy mắt bị mai táng thân thể căng thẳng cũng mạnh mẽ vùng lỏng xuống hô hoa tham âm thầm thở dài một tiếng nhìn thấy hạo thiên huyền chấn như thế có chút ái náy khó hiểu có lẽ hắn quá muốn có một đứa con trai hết lần này tới lần khác nguyên nhân công pháp của nàng không thể sinh sản nữa không vui mừng một hồi hạo thiên thi nguyệt bọn họ cũng nhao nhao lết nhau một cái ta ta không nói dối người phải không một bên diệp thần sờ chóp mũi ho khan một tiếng hạo thiên đạo hữu thân là sư phụ ta thay đổi như ta mạo phạm lúc trước hướng người bồi tội bên này sở huyên nhi cũng là tràn đầy ái náy hướng về phía hạo thiên huyền trấn chấp tay lễ bởi vì diệp thần đích xác tạo thành phiền toái cho hạo thiên thế ra nhưng sở huyên nhi vừa dứt lời càn khôn nhân quả kính không nhúc nhích kia mạnh mẽ ong ong một tiếng sau đó toàn bộ gương đồng đều bạo ra hào quang chói mắt u u u tiểu viên yên tĩnh có thể nghe được chỉ là thanh âm như vậy càn khôn nhân quả kính ong ong mà động, ánh sáng nở rộ cũng rất chói mắt. Cái này, Sở Huyên Nhi cùng Tiêu Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua càn khôn nhân quả kính, sau đó ánh mắt đồng loạt tạt ở trên người dược thần, biểu tình cũng trở nên đặc biệt kỳ quái. Con, con, thật đúng là cha con. Ta liền nói đi, hạo thiên thiên nguyệt bọn họ nhao nhao cười. Kết quả này không thể tốt hơn, hoa tư cũng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng thật sự là con của ta hạo thiên huyền chấn thân hổ run lên đã chậm rãi đem ánh mắt đặt ở trên người diệp thần trong mắt tràn đầy kích động dạ nhi máu tan trong nước ngươi chính là hài tử của ta cái này làm thế nào điều này có thể được diệp thần còn đang kinh ngạc nhìn càn khôn nhân quả kính lấp lánh kết quả bực này làm cho người ta nhất thời phản ứng không kịp dạ nhi ta không tin diệp thần mở miệng ngữ khí cũng là lạnh lùng đáng sợ cho dù ngươi có tin hay không, đây đều là sự thật không thể chối cãi. Cảm giác được ngữ khí Diệp Thần trở nên lạnh lùng, Hạo Thiên Huyền chấn động đầy ái náy giờ về phía khuôn mặt Diệp Thần. Hải tử, cùng phụ thân về nhà đi. Ta sẽ không cùng ngươi trở về, Diệp Thần phản ứng rất kịch liệt, mạnh mẽ lui về phía sau một bước, còn giơ tay hắt Hạo Thiên Huyền chấn sở về phía tay hắn, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng trước nay chưa từng có. Ta họ Diệp, ta là Diệp Thần, là đồ đệ của Sở Huyên, là đệ tử của hàng nhạc, cùng Hạo Thiên Thế Gia không có nửa điểm quan hệ. Dạ nhi, Hạo Thiên Huyền cuống quyết tiến lên. Đứng ở nơi đó, không nên tới đây, Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, trong mắt còn có hàn quang lóe lên. Hạo Thiên Huyền chấn lúc này dừng chân, không muốn quá mức kích thích Diệp Thần, chỉ là ánh mắt để áy náy tự trách. Là lỗi của phụ thân, là ta có lỗi với ngươi, thực xin lỗi một thân của ngươi, cho ta một cơ hội trục tội ta nói rồi, ta cùng ngươi hạo thiên thế gia không có nửa điểm quan hệ. Thanh âm diệp thần trở nên càng thêm lãnh lệ, hàn mang lạnh như băng cực kỳ hội tụ, biến thành chất lòng, ở trong mắt lóe sáng. Đó là nước mắt, là nước mắt ủy khuất vào oán hận, tầm mắt của hắn trở nên có chút mơ hồ, trong mơ hồ đó là một bức tranh rời rạc, đó là mùa đông khắc nghiệt, hắn không muốn cùng chó hoàng cướp thức ăn, ngay cả đầy thương tích, cũng sẽ ôm thức ăn cướp được ha hả cười ngây ngô, đêm đen kịt kia, một hai đồng quần áo rách rầy cuộn mình trong miếu rách rẩy run rẩy quỳ khuất lau nước mắt trong trí nhớ của hắn không có cha mẹ chỉ có ký ức ngàn vạn lần trung quy chất lòng trong mắt diệp thần bị hắn sinh sinh áp thành hàn mang trong tiểu viên trở nên yên lặng như chết giờ phút này tất cả mọi người nhìn diệp thần ngay cả lăng tiêu cách vách tiểu uyển còn đang cùng tiêu tương bắt chuyện cũng không khỏi nhìn qua ngay cả tiêu tương không muốn sống tu luyện cũng buông kiếm trong tay xuống sư muội việc này người trước đó không biết Tiêu Phong nhìn Diệp Thần, cũng là truyền âm cho Sở Huyên Nhi. Ta thật sự không biết Sở Huyên Nhi còn đang trong trạng thái ngây thơ, kết quả này làm cho nàng quá mức ngoài ý muốn. Sư muội, người nói có khả năng như vậy hay không? Tiêu Phong trầm ngâm một tiếng. Đó chính là Diệp Thần vốn biết hắn là người của Hạo Thiên Thế gia. Ta cảm thấy sẽ không. Sở Huyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nhìn vẻ mặt của hắn căn bản sẽ không thừa nhận là người của hạo thiên thế gia đã như vậy hắn cần gì phải dùng danh tiếng hạo thiên thế gia che giấu thân phận đây không phải là hành động nhiều sao vậy cái này không khỏi cũng quá trùng hợp đi tiêu phong hung hăng xoa xoa mi tâm tùy tiện kéo một cái tên thế nhưng cũng có thể tiến lại gần sao lại giống như đùa dẫn mất tính nghiêm trọng tính là đâu sở huyên nhi hít sâu một hơi sự thật chứng minh diệp thần chính là người của hạo thiên thế gia nếu là như vậy bọn họ sẽ dùng hết hết tất cả biện pháp đem Diệp thần mang về sở huyên nhi là tính toán sai hơn nữa vượt qua dự liệu tính toán vốn là buồn cười trình đến cuối cùng dĩ nhiên thành sự thật làm cho nàng đến bây giờ còn có thể từ trong kết quả này phản ứng lại dạ nhi bên này hạo thiên huyền trấn còn muốn lại tới gần một bước muốn càng thêm cẩn thận nhìn mặt diệp thần ta là diệp thần diệp thần lại cắt đứt lời nói của hạo thiên huyền trấn ngữ khí cũng là lạnh như băng trước nay chưa từng có. Những lời này làm cho Hạo Thiên Huyền chấn thân thể lần thứ hai nhịn không được run rẩy một chút, đường đường là nam nhi nam thước, trong hai mắt hắn thế nhưng tràn đầy nước mắt. Phải, phải, đổi lại là hắn, cũng khó có thể tiếp nhận, mấy ngày nay, hắn nghe được quá mức có liên quan đến diệp thần sự tình, bị tông môn đuổi ra ngoài, bị người yêu vứt bỏ, bị người tính kế, bị trục xuất, đích xác chịu rất nhiều khổ. Đây chỉ là hắn biết, hắn có thể nghĩ đến, không có nhà che chở, Diệp thần thời thơ ấu, sống qua một loại sinh hoạt như thế nào? Nếu có gia đình, làm thế nào để chịu đựng loại đau khổ này? Hạo Thiên Huyền chấn tâm như đau cát, đó là tự trách cùng ái náy. Hắn không chỉ phụ một nữ tử, còn là một hài tử, năm đó phong lưu phạm và sai lầm, hiện giờ là muốn không ít báo ứng trở về. Đi chậm, không đưa, Diệp thần trực tiếp xoay người, không có chút trần chờ chút nào. Dạ nhi, Hạo Thiên Trần dạ tiến lên một bước, giọng điệu mang theo cầu xin hỏi. Có thể nói cho ta biết mẫu thân người là ai không? Ta không có cha không có mẹ, diệp thần căn bản cũng không có rừng người, muốn bước đi vào lầu gác, phanh một tiếng phong bế toàn bộ cửa phòng. Sau khi hắn rời đi, trong tiểu viên lại lâm vào yên lặng như chết, bóng lưng cao ngất hạo thiên chấn, rõ ràng trở nên gầy gò một chút, hắn đang ở tuổi trắng niên, nhìn thế nào cũng giống như là già nua rất nhiều. Cho hắn một chút thời gian, hoa tham tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạo Thiên Huyền Trấn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Hạo Thiên Huyền Trấn cô đơn như thế. Đó là lỗi của ta, Hạo Thiên Huyền Trấn tự giễu cười. Đây đều là báo ứng. Đạo hữu không cần tự trách mình, sở huyên nhi khẽ nói cười. Tuy rằng kết quả làm cho ta rất ngoài ý muốn, nhưng kết quả này dù sao cũng là tốt, các người cứ trở về trước, đợi hắn nghĩ thông suốt, ta sẽ mang đến hạo thiên thế ra. Như thế, ngược lại đã cảm ơn sở đạo hữu hạo thiên huyền trấn cố gắng cười sau đó cô đơn xoay người trước khi đi cũng không quên ngửa mặt nhìn lầu gác một chút dường như có thể nhìn thấy diệp thần đã khoanh chân ngồi trên một đoàn thổ nạp hô bất đắc dĩ thở dài một tiếng hạo thiên huyền trấn bước đi có chút nặng nề chậm rãi đi ra lầu gác bọn họ đi sau đó sở huyên nhi bọn họ cũng nhìn thoáng qua lầu gác sau đó nhao nhao hung hăng xoa xoa mi tâm sự thật này đích xác có đủ làm cho người ta ngoài ý muốn chuyện giả thành sự thật bọn họ thấy nhiều lắm, chuyện trùng hợp bọn họ cũng gặp qua không ít, nhưng chuyện hôm nay, thật sự là quả thực là được rồi. Lần này, Diệp Thần thật sự giống như lời đồn đãi, bằng chứng sắt như núi, trong cơ thể hắn chảy chính là huyết mạch của hạo thiên thế gia. Không, nó sẽ không được như vậy trùng hợp ngẫu nhiên, trong thiên huyền môn đại điện, phục nhai thần sắc đặc sắc nhìn màn nước trước mắt, hình ảnh trong màn nước hiện ra chính là hình ảnh trong tiểu viên phân điện thứ 9 cái tên này cũng có thể tiến lại gần trùng hợp này quá vô luật vô thiên đi một bên đông hoàng thái tâm không nói gì chỉ cười lắc đầu trong nụ cười mang theo thâm ý ánh mắt nhìn diệu thần trong màn nước cũng mang theo thâm ý